Xin chào các bạn nhé. Vâng, thì ngày hôm nay mình hiện tại đang có những chiếc Samsung Galaxy S20 Plus. Đó, thì lâu lắm rồi không có Samsung gì về mà hay làm clip cho anh em, hoặc là có về thì số lượng nó ít quá, làm clip nó cũng không bó, không trực quan. Thì đợt này ấy, mình về rất là nhiều cái dòng máy này. Và ngày hôm nay thì mình đã cố gắng mình dồn đủ các màu, gần như đủ các màu, thiếu mỗi cái màu đen thôi, để mình làm clip cho anh em để anh em dễ hình dung. Vâng, thì clip như mọi lần mình làm thôi, nó vẫn là cách hướng dẫn em cái chọn mua những chiếc máy này. Thì hiện tại những chiếc máy này đang rất và giá rất là tốt rồi nhá, giá chỉ hơn 10 triệu một chút xíu thôi. Và đây là những cái bản 5G đến từ Hàn Quốc, đặc biệt, rất là đặc biệt, thì đây là những bản 5G sử dụng chip đến từ Hàn Quốc, thì sử dụng chip Snapdragon, sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 865. Đó là cái điều đặc biệt, thì mỗi năm thì mình làm clip giống như S10, S10 5G ấy, thì những cái bản đấy nó toàn dùng Exynos. Còn Hàn Quốc là dùng Exynos, mà Snap thì chỉ dành cho thị trường Mỹ, này, Nhật Bản và Hồng Kông thôi. Nhưng đây lại là những chiếc sử dụng Snapdragon 865 mà lại của Hàn Quốc nhé. Đó, thế là anh em nào thích máy Hàn Quốc, thích chiếc Snap thì đây là một sự lựa chọn mà xứng đáng để cho anh em lựa chọn. Thì đây là những chiếc máy này thì hiện tại bên mình đang bán rẻ thôi, giá chỉ hơn 10 triệu một chút, hơn 10 triệu một chút thôi nhé. Và bây giờ là tháng 4 của năm 2022, thế nên là anh em nào xem clip này mà về sau ấy thì anh em cứ vào website mình để cập nhật giá chính xác hơn. Mà bây giờ thì mình làm giá hơn 10 triệu. Đấy, có thể thời gian lâu nữa sang năm anh em xem thì nó chỉ còn có vài triệu thôi. Đấy là anh em cố gắng, anh em vào website mình xem, anh em xem giá chính xác nhé. Đó, thì sản phẩm này thì nói thật với anh em là hiện năm mấy năm gần đây ý, thì điện thoại của Việt Nam nó đang được hỗ trợ, nhà nước đang được hỗ trợ không mất thuế nhập khẩu. Thế nên là giá điện thoại Việt Nam rất là rẻ. Ví dụ như là iPhone 10, iPhone mới chẳng hạn, ở Việt Nam giá rất là cạnh tranh so với các nước trong khu vực, thậm chí Việt Nam còn rẻ hơn. Thế nên là những cái sản phẩm này ý, thì máy cũ nó mới là rẻ thôi, chứ máy mới thì nó không hề rẻ chút nào đâu. Đó, thì anh em bây giờ là anh em lựa chọn máy cũ mà cần cấu hình cao, cần flagship của Samsung thì anh em có thể cân nhắc cái sản phẩm này. Thì số lượng máy đợt này bán trên thị trường nó cũng không nhiều, hàng nhái như mọi năm nó cũng không nhiều, nhưng mà mình vẫn muốn làm cái clip để hướng dẫn anh em có chọn mua cho đúng nhất. Bởi vì những sản phẩm này mà hàng nhái thì giá ít rồi, nhưng mà sợ nhất là cái hàng mà dựng lại, cái hàng mà thay thế lắp lưng, thay thế vỏ hay là sửa chữa trên bên ấy, nó rất là nguy hiểm. Thế nên là anh em cứ xem clip này để anh em lựa chọn cho mình một cái chính xác nhất nhé, chứ không phải là bằng tiền bên mình mà lại mua phải cái máy mà dựng lại, hoặc là bằng tiền thì rẻ hơn, thậm chí rẻ hơn một vài triệu mua cái máy sửa rồi thì nó không bỏ, hỏng đi hỏng lại nó mất thời gian lắm. Bởi vì đây là những chiếc flagship, giá trị của nó không hề rẻ một chút nào cả mà cấu hình nó cao. Đó, thì anh em cùng xem clip nhé. Thì việc đầu tiên để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc IS20 5G Hàn Quốc chuẩn nhất thì là chúng ta cứ, trước mắt thì chúng ta cứ xem về hình thức trước, bởi vì đây là chiếc máy cũ cho nên chúng ta có thể hoàn toàn được bóc ra và chúng ta xem về hình thức. Thì những chiếc S20 5G đến thị trường Hàn Quốc ấy, hay là đến những thị trường quốc tế ấy, thì nó đều như này về hình thức nhé. Nó chỉ có 6 màu thôi. Thì ở trên này mình có 5 màu, cái màu đen xì thì mình không có ở đây, nhưng mà anh em cứ xem hình dung trên mạng là có hình màu đen xì nhé. Thì nó có cái màu xanh như này này. Đó, đây là màu xanh đậm, màu xanh, màu lưu đậm. Nó có màu đỏ này. Thì CDS20 rất là màu mè luôn. Đấy, nó có màu xám này. Thì đây là cái màu mà cơ bản nhiều người không mua màu đen xì mà hay mua màu này hơn này. Đấy, màu xám. Đây là màu xanh blue, màu xanh blue mà hay là gọi là sky blue ấy, màu xanh. Đây thì là navy blue này, đây là sky blue này. Đó, thì đây là màu xanh nhẹ. Đó, đây màu xanh đậm, mình cứ gọi như vậy đi. Và cuối cùng là màu trắng. Đó, đen, xanh đậm, đỏ, xám, xanh nhạt và màu trắng. Là S20 nó chỉ có những cái màu như thế thôi. Thế nên thì khi anh em đi xem ấy thì anh em có lưu ý là chỉ có những màu như vậy. Đó, để mà mình có thể phân biệt được chuẩn là S20 Plus hay không. Đây là S20 Plus nhé, hay không. Chứ không phải là cái việc mà chúng ta đi xem nó có cái màu hồng. Mình chưa nhìn thấy màu hồng bây giờ, đấy chẳng hạn. Thế là không phải, bởi vì có thể là nó sẽ là hàng nhái, hoặc có thể là sẽ là S20, có thể là máy khác. Đấy, đấy thì S20 nó chỉ có 6 cái màu như vậy thôi. Đấy, theo công bố của nhà sản xuất là chỉ có 6 màu như vậy thôi. Còn những cái màu về sau thì mình không rõ. Đấy, mình nói thật là như vậy nhá. Đó, thì những cái sản phẩm này ý, thì cấu hình của nó bao giờ sẽ là 256GB và 8GB nhé, bản 5G. Chiếc Snapdragon 865. Đây thì đầu tiên là chúng ta cùng xem về cái màu sắc đã như thế đã. Là chúng ta có thể mua online, ví dụ như chúng ta bỏ người bán chụp bảo ảnh chúng ta xem liệu có phải là chuẩn màu thế không. Nếu đúng màu thế thì ok nhé. Đến bước tiếp theo thì trên lắp lưng là chúng ta nhìn thấy màu rồi, chúng ta nhìn thấy một cái dấu hiệu nữa là chúng ta nhận biết. Thứ nhất là cái quan trọng nhất ấy, thì đây là những chiếc máy mới bán thương mại bình thường, không phải máy Refurbished, cũng không phải là máy trả bảo hành. Thế nên là nó sẽ có dãy số series ở dưới này. Thì nếu mà những chiếc máy thương mại bình thường, hiện tại mình chưa có bản trả bảo hành hay bản đấy là mình không rõ, chắc không có đâu. Đấy, thế nên là khi anh em mua, thời điểm bây giờ anh em mua những chiếc máy này mà trên số, trên lưng của máy nó không có số series ấy, không có dãy số như này, số eBay ấy,
thì nó hoàn toàn là lưng thay, lưng phách. Những cái máy này đã bị mở rồi thì anh em có lưu ý nhá, nếu không có số seri thì anh em có thắc mắc ngay nhà bán hàng, người ta giải thích thỏa đáng thì lấy, không giải thích thỏa đáng thì thôi, tốt nhất là như vậy. Đây là những bản thương mại thường, nó sẽ có số seri này đó, nhìn thấy không, con nào sẽ có và sẽ trùng với máy nhá. Đó, màu đỏ hơi khó nhìn tí nhưng nằm ở khu vực này, màu xanh đậm cũng hơi khó nhìn tí nhưng sẽ có nhé. Đó, thì là đấy là phải có. Và tiếp theo nữa là trên lắp lưng của máy nó chỉ có duy nhất và logo của Samsung thôi. Đây Samsung, đây Samsung đây này. Ngày xưa thì có thêm chữ Galaxy nữa ở máy Mỹ, nhưng mà bây giờ thì dưới này là Samsung hết, trên này nó không có gì cả. Đó, ngày xưa Samsung hay in đây nhưng bây giờ không phải đâu nhá. Nếu thấy con máy nào S20 mà in đây thì không phải này, in đây không phải, in đây không phải, mà chỉ in dưới này thôi. Và cái mực in của nó là in bên trong, in khác laser bên trong chứ không phải in bên ngoài. Hàng fake nó hay bị in bên ngoài, và hàng fake rất là nhiều thông tin ở đây, ví dụ như số seri này, nơi sản xuất này, các thứ là hàng fake nó sẽ in đây, nhưng hàng Hàn Quốc chuẩn là không có đâu nhé. Ví dụ hàng Việt Nam thì có thể in ở sản xuất, hàng Mỹ có thể in ở sản xuất, nhưng hàng Hàn Quốc chuẩn thì sẽ không in ở sản xuất, mà chỉ in duy nhất là số email đây thôi, email nhưng mà seri mình nhầm là email nhé. Đó, và trên này chỉ Samsung thôi, mà Samsung in chìm bên dưới, số email cũng in chìm bên dưới, nhiều cái hàng fake nó in bên ngoài in trên. Nhiều khi cảm thấy là chúng ta sẽ cạo cạo là mất chữ Samsung luôn, mà Samsung ấy, cái chữ Samsung này, logo Samsung này thì nó sẽ có màu tương đồng với lại cả màu lắp lưng. Đó, nhiều khi đi mua lại màu bạc, đa phần là in bên Trung Quốc hàng làm hàng fake lại là in thành màu bạc, là mà in bên trên hoặc là in bên dưới nhưng vẫn là màu bạc, nhưng mà nó đây là màu tương đồng. Như ví dụ ở đây chiếc màu trắng thì nó sẽ là màu trắng đậm hơn một chút để chúng ta nhìn rõ chữ Samsung. Đó, hay là màu xanh nhẹ chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu xanh nhạt này, màu xanh nhạt đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cũng có cái màu xanh nhạt đây hơi cả trắng này. Cái màu xám hoặc là màu đen thì nó sẽ thành cái màu là màu hơi bạc nhưng nó vẫn ngả sang cái màu xám một chút. Đó, màu đen cũng tương tự như vậy nhé, hơi ngả đen một chút. Màu đỏ thì chúng ta sẽ màu nhạt hơn, nó sẽ ngả sang màu đỏ này. Màu xanh đậm thì chúng ta là màu xanh đậm này. Đó, là các bạn lưu ý nhé, là khi chúng ta nhìn lắp lưng thì chúng ta đã nhận như vậy, là chỉ cái nhìn thôi, nhìn qua ảnh thôi là chúng ta đã nhận ra được cái vấn đề là có chuẩn hay không rồi, đúng không? Rất là dễ. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn khu bên trên, khu quan trọng nhất là khu camera này. Thì chiếc máy S20 Plus thì nó chỉ có 4 camera thôi, nó không có camera 100 nhân giống như S20 Ultra. Đấy, camera nó vừa phải. Đấy, camera nó nằm trên này. Nó gồm có 3 camera nằm đây, một camera tele nó nằm ở chỗ này nhé. Phía trên góc này sẽ là đèn flash màu trắng. Phía dưới này nó sẽ là mic thu âm của camera. Dưới này phải có mic thu âm của camera, nó sẽ có một cái lỗ nhỏ nhỏ tròn tròn đây, còn những cái camera như này. Khi chúng ta cầm trên tay lên, đấy là hình ảnh nhé. Còn khi chúng ta cầm trên tay lên này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là ống 3 4 cái ống kính này không ống kính nào giống ống kính nào luôn. Bởi vì bốn ống kính có chức năng khác nhau. Thì ví dụ như cái trên này nhá, chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái thấu kính to, sau đó bên trong có thấu kính nhỏ này. Cái bên dưới này chỉ có một cái thấu kính to thôi, viền xung quanh rất là đen. Cái bên dưới này cũng có một cái thấu kính to nhưng mà cái viền xung quanh lại nhỏ hơn cái bên trên. Đó, cái bên này cũng có một cái thấu kính to nhưng viền trong bên trên nó nhỏ tiếp nữa. Đó, thì cái camera nó phân biệt như vậy, không ống kính nào giống ống kính nào. Hàng fake nhá. Hàng fake nó không làm được đen như này đâu, mà nó hay làm hàng giả, nó chỉ có một camera thật thế này thôi. Còn bên dưới này nó đều là camera giả hết, nó chỉ là cái hình ảnh thôi. Như đây là camera chuẩn. Khi chúng ta bật camera, chúng ta có thể bật 3 nhân, 5 nhân, chúng ta chia đi, nó sẽ hoạt động các camera khác nhau, góc rộng vậy. Đó, đóng vai trò như vậy. Còn đây là đèn flash nhá. Còn phía dưới này là mic thu âm này. Thì mic thu âm nó sẽ là một cái lỗ tròn khuyết vào bên trong cái phần thủy tinh ở đây, phần kính ở đây, và nó sẽ có màng chắn bụi màu đen nhé. Màng chắn bụi này thì nó chỉ là màu đen thôi, các camera khác đều vậy, mà các cụm camera khác thì nó đều là màu đen hết. Đó, chứ không phải cái màu theo màu của máy đâu nhé, như con nó chín đấy nhá, không phải, mà là cái là đen hết. Đó, mọi người lưu ý, anh em lưu ý như vậy nhé. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp vào cái viền này. Chúng ta sẽ nhìn vào cái viền camera ở đây sau lưng này, thì đa phần là sẽ có màu tương đồng với viền ở lưng viền máy này, ví dụ như là màu xám nhé. Và rất nhiều khi thì chúng ta mua toàn là viền màu bạc thì nó không phải rồi, đúng không? Hoặc viền nó khác màu đi cũng không phải, nó bị thay rồi. Đó, viền camera này nó đa phần nó sẽ có màu tương đồng với màu viền của máy này, màu trắng này. Nha. Rất là dễ nhận biết, đúng không? Khi chúng ta nhìn viền camera. Và bây giờ chúng ta cầm một con máy trên tay, đấy là chúng ta sẽ nhìn qua ảnh nếu chúng ta mua online. Còn nếu mà chúng ta mua trực tiếp nhé, chúng ta cầm một máy trên tay, chúng ta cùng vuốt cái viền này này. Đó, thì nó rất là ăn khớp với cả viền máy luôn, nó hơi cộm nhẹ nhưng mà nó chỉ cộm nhẹ thôi nhá, nó chỉ đúng cái kiểu là là cái nó được bo các góc ấy. Thì hơi cộm nhẹ thôi cho nên nó hơi sắc sắc ấy. Hơi gồ ghề nhá, thì chắc chắn là bị thay đấy. Đó, chúng ta sẽ vuốt các điều viền xung quanh. Rất là đều nhé, viền vuốt chỗ nào nó giống chỗ nào thôi, rất là đều thì nó chuẩn nhé. Còn nếu mà chúng ta xoay kỹ cái màu này hơi khó, như có màu trắng này ạ, chúng ta xoay kỹ nhé, những cái mép này chúng ta thấy có một cái vết nhựa nó bị cắt vào hoặc có một cái dấu hiệu gì đó như không đều cái viền này thì chứ máy nó bị cạy ra và dán lại keo rồi đó, hoặc là chúng ta cứ thể bóp
bóp xem nó có bị bùng bùng hay không. Nếu nó bập bùng thì chứng tỏ cái máy nó bị cạy rồi, hoặc là chú tận cái máy nó bị mất keo rồi đó. Và khi cái máy nó bị mất keo ấy thì chắc chắn là nó đã bị can thiệp vào rồi, hoặc là dùng quá lâu quá cũ rồi, hoặc quá nóng rồi, thì chung máy này chúng ta cũng tránh là, hoặc là mua rẻ rồi thì mua đấy, hên xui đó, đó thì người ta mua đó. Đấy nha, đó, nhìn nhìn xung quanh cái lưng như vậy thì trong thời gian đấy thì chúng ta có thể nhìn theo cái viền này nữa. Chúng ta sẽ nhìn theo cái viền này, chúng ta nhìn thấy cái viền này nhé, xem là cái màu của nó có đồng nhất hay không. Đó, những cái phần nhựa nhé, những cái phần nhựa ở trên chân sạc, cái phần nhựa khu vực chia cái viền thành anten sóng, và cái viền nhựa này là viền kim loại. Đó, cái nhựa này, đó cái nhựa này, xem nó có đều màu không. Đây, ví dụ màu trắng này, màu xanh này, nó xem màu khác nhé. Đó, xem nó có đều màu không. Cái chân sạc mấy cái này nhé, nó là một khối nhựa mà, thì nó phải đều màu nhé. Đây, đó, nó phải đều màu nhé. Đây, màu đỏ này, chúng ta phải xem nó có đều màu hay không, đúng không? Nhưng con này mới đẹp, nó còn nguyên cả cái siêu viền này, này. Đó, nhưng mà chúng ta phải xem nó có đều hay không nhé. Đây, màu xanh này, đó, cũng phải có cái nhựa đều màu thì mới chuẩn. Nhân tiện thì chúng ta cũng xem thử cái loa này. Đấy, nó có cắt đều hay không, nó phải đều tóm tắp nhé. Nhưng nhiều khi nó phun lại sơn ấy thì nó sẽ hơi gồ một tí. Đó, nhưng mà đều nhé. Cái lỗ mic này, phía này này cũng rất là đều này. Phía bên trên nó sẽ có cái chân cắm sim này, hay là cái lỗ mic ở phía bên trên nó cũng phải đều nhé. Đó, thì nó mới chuẩn. Nhân tiện thì cái việc chúng ta xem lại cái phím nữa, chắc chắn nhé, không gồ ghề nhé, ấn đều nhau nhé. Đó, bởi vì đa phần nó đều với nhau rất là chắc chắn này. Phím nguồn, à phím biết bài này, đó, nó chỉ có ba phím này thôi. À, phím biết bài, phím nguồn, phím ra lệnh giọng nói và phím nguồn chung phím. Đó, rất là đều, ấn rất đều nhé, rất là chắc chắn nhé. Đó, thì quyền là ok. Sợ nhất là trường hợp mà nó bị thay thế rồi, hoặc là bấm quá nhiều nó bị lầy rồi. Đó, nhưng bấm phải nảy tích tách nhé, và đều nhau nhé thì mới chuẩn nhé. Đó là viền và lưng máy nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái màn hình này. Thì những flagship của Samsung ấy, màn hình nó đều là màn hình cong. Màn hình đều là màn hình cong. Nhưng mà khi chúng ta chưa bật nguồn lên, chúng ta sẽ nhìn thấy như một khối luôn này. Đấy, bởi vì cái màn hình rất là mỏng, và cái màn hình là màn hình tấm nền nét rất là đẹp. Thế nên là chúng ta sẽ nhìn nó đen một cách tuyệt đối luôn. Chúng ta sẽ không nhận ra cái viền khi chúng ta vác cái màn hình đi. Đó, thậm chí cái camera trước sẽ làm rất là mờ này. Đó, cái này là camera đục lỗ nhé. Khi chúng ta bật màn hình lên như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái viền này nó rất là đều nhau. Cái viền dưới nó hơi dày hơn một chút xíu, nhưng gần như không nhận ra nhé. Đó, đây này, con nào cũng vậy thôi. Đây này. Đó, máy nào cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy nhé. Rất là đều này. Đó. Không có in bất cứ một cái logo hay không có in một cái gì cả. Viền nó rất là mỏng. Nhiều khi hàng fake là cái trên dưới rất là dày, hoặc cái viền xung quanh nó giả làm cong thôi, nhưng mà nó lại dày ra. Nhưng cái này là cong thực sự luôn nhé. Đây này, các mép cong thực sự chúng ta phải sử dụng này. Đấy, hàng fake thì không làm được cái việc này, chỉ có hàng màn hình xịn của Samsung, mặc dù là cái màn hình của Samsung rất là đắt, còn lần vỡ coi như vứt cái máy đi. Đấy, nhưng mà nó phải như thế nó là chuẩn. Còn camera đằng trước nó chỉ có một lỗ tròn như này thôi. Cái sản phẩm này thì nó là loa trong của nó sẽ là không có lỗ loa trong, mà nó sẽ dùng loa trong công nghệ mới. Chúng ta sẽ gần như chúng ta không nhìn thấy cái loa trong ở đây luôn. Đó là chúng ta sẽ nghe được loa trong nằm phía dưới này, xong nó phát ra âm thanh ở chỗ này, nhưng mà chúng ta gần như không nhìn thấy cái viền đó. S20 nó phải như thế nhé. Đó, camera trước thì nó một xíu này thôi, chúng ta nhìn kỹ thì nó hơi bóng bóng và nó thấu kính rất là đen nhé, chứ không phải lộ camera đâu. Đó, khi chúng ta mua chúng ta nhờ người ta chụp ảnh như vậy thì nhân tiện chúng ta sẽ phải kiểm tra cho cái viền nó có đều hay không, cái viền nó có bị xước bên trong hay không. Và chúng ta cũng sẽ nhắm mắt rồi chúng ta vuốt này, nó tương tự như cái lưng ấy, nó rất là mịn luôn, bởi vì được phay cắt rất là đẹp, khi chúng ta vuốt gần như không có cảm giác bị cấn tay. Đó, khi chúng ta mua vậy chúng ta nhìn kỹ các mép này xem có đều không, bóp vào nó bị bùng không. Nếu nó mà bùng ấy thì nguy hiểm nha. Đó, khi chúng ta cầm lên tay rồi. Đó, nhìn qua hình thức như vậy là chúng ta có thể nhận được là liệu nó có chuẩn hay không. Đó, còn khi mà chúng ta có thể là chúng ta mở cái sim đây. Đây là thì nằm ở trên là nó khai sim này. Cái cuối cùng là chúng ta mở cái sim này, chúng ta xem quỳ bị đổi màu không mà. Quỳ đổi màu nó rơi vào nước rồi. Đấy, ta mở khai sim đây nhé. Đây, mở khai sim là thì cái này là dưới lắp sim, trên lắp phải nhớ là con này nó không lắp hai sim đâu. Một nhiều người hiểu lầm là máy Hàn Quốc có hai sim, nhưng không, người Hàn Quốc người ta chỉ dùng một sim thôi. Chỉ có Trung Quốc, Việt Nam, Hồng Kông thì mới có máy hai sim. Đây, còn đa phần các nước khác nó chỉ dùng một sim thôi nhá. Thế nên là máy này là lưu ý là máy Hàn Quốc là chúng ta chỉ dùng một sim thôi, chứ không phải chúng ta mua về chúng ta dùng hai sim thôi nhá. Đó. Thì ở đây là chúng ta sẽ mở cái này ra này, chúng ta sẽ nhìn được cái quỳ ở chỗ này. Đó. Cái này là trên camera thì không nhìn đâu, nhưng mà mình hình dung cho anh em lại nhìn chỗ góc đấy. Chúng ta sẽ dùng một cái điện thoại khác cho nên phóng đèn vào lab ở đây. Đó, để chúng ta nhìn nhá. Đây này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy quỳ màu trắng không? Nó nằm ở dưới mép bên trên màn hình ấy. Đó, cái màu hơi trắng này này. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Nó sẽ là quỳ màu trắng tinh nhá, chứ không phải là quỳ màu trắng xong có những đường cắt màu tím nữa nhá, mà lên là quỳ trắng tinh.
Thì nếu mà chúng ta xoay nó không phải là màu trắng mà là màu đỏ ấy, thì nó bị vào nước rồi nhé. Đó, nó không phải màu trắng mà nó là màu đỏ thì vào nước rồi. Vào nước thì thôi bỏ không lấy, hoặc không có quỳ thì thôi bỏ không lấy nhé. Không có quỳ người ta tháo là người ta bóc quỳ rồi. Đó, nó phải có quỳ màu trắng ở cho góc này, ở chỗ này này, cái phía này nhé, cái phía này này. Đó, nó có một cái màu trắng trắng này chúng ta có thể nhìn đâu. Đó, phải chuẩn có quỳ như thế nhá. Đó, thì nó mới là chưa bị bóc. Thế nhiều khi trường hợp chúng ta thấy không có quỳ là một này. Trường hợp thứ hai chúng ta thấy quỳ nó thành màu tím này, màu đỏ này, thì trường hợp đấy là bị vào nước rồi. Màu đỏ càng sẫm thì vào nước càng đậm. Màu hồng hồng thì bị hơi nước thôi, nhưng màu đỏ sẫm là vào nước càng đậm. Đó, lưu ý là như vậy. Nó phải quỳ như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã xem được bên ngoài các thứ ok hết rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong. Mở máy đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái phần mềm test của Samsung. Đó là sao thăng không sao thăng để chúng ta test áp suất, bởi vì đây là những flagship của Samsung ấy, thì nó phải có áp suất thì mới chưa bị tháo. Thậm chí là bây giờ bị tháo ra người ta cũng dán lại áp suất được rồi, nhưng tốt nhất chúng ta cứ test, có áp suất là cứ xác định 80% là ngon rồi, đúng không? Đó, chúng ta vào phần sao thăng không sao thăng nhá. Đây chúng ta vào cái sensor này, đây là test cái cảm ứng, test màn hình các thứ, nhưng chúng ta vào sensor để chúng ta xem áp suất nhé. Thì đây là cảm biến này. Đó, chúng ta nhìn cái phần cảm biến áp suất này, barometer sensor này, chúng ta là 1021 này. Đó, xong chúng ta ấn màn hình thật mạnh nhá, ấn dùng hai tay để ấn nhá. Đó, nếu áp suất nó nhảy lên, ví dụ như đây 21 nó nhảy lên tận 78 này, thì con này là áp suất rất là mạnh, như máy mới luôn này. Nhiều khi nó nhảy một cái, hai cái cũng được, nó là còn áp suất, nhưng con này gần như mới, nó nhảy áp suất rất là mạnh này. Đó, ví dụ như mình tháo cái sim này, tháo cái sim thôi là ấn vào nó không tác dụng nữa, bởi vì nó hở nó đâu, đúng không? Đấy, tháo cái sim như này thôi. Đó, ấn nó gần như không tác dụng luôn. Đây, nó thả lại nhé. Đây. Đó, bây giờ hơi hở hở thì nó nhảy nhẹ đúng không? Nhưng để hở này. Đó, ấn không tác dụng luôn. Đó, này nó áp suất rất là ngon. Để hờ hờ nhá, để hờ này. Đó, nó vẫn nhảy được này. Đó, chung là áp suất rất là ngon này. Bởi vì khai sim này nó có cái răng này, răng đèn áp suất xuống nước này. Đó, khi thế này đây, thì chúng ta sẽ hoàn toàn là nhúng được nước bình thường. Chúng ta hoàn toàn nhúng được nước bình thường luôn nhá. Rất là tiếc là mình chưa kịp chuẩn bị một cái khay nào để nhúng nước. Ngày trước mình có một cái khay ở đây nhưng không biết vứt đâu, dọn nhà vứt đâu mất. Chứ không thì mình sẽ nhúng nước cho anh em xem luôn. Con này mình tự tin nhúng nước hoàn toàn bình thường mà thậm chí ngâm trong vòng 10 phút được. Đó, đây anh em nhìn nhé. Đó, nó nhảy áp suất như này là nhúng nước được. Chúng ta test còn áp suất ok, chúng ta chốt thôi, 80% đúng không? Đó, còn tiếp theo chúng ta kiểm tra tiếp vào bên trong. Như trường hợp nó dựng lại nó sẽ giữ được áp suất ấy, nhưng mà cứ kiểm tra tiếp. Thì ở đây mình sẽ cài cái phần mềm phone info. À quên, tiếp nữa cái này cho chuẩn này. Sao thăng không sao thăng nha. Không sao thăng, đây này, những cái này là chúng ta sẽ test là rung cảm ứng camera trước, camera sau, màu sắc màn hình sẽ bị ám ố hay không nhé. Cái này thì mình không nói nhiều nữa bởi vì anh em tự test nhé, nó mất thời gian ở trên clip nhiều. Đây, nhưng mà sao thăng không sáu thăng này nó sẽ ra dãy số email ở đây. Đó, chúng ta lật sau lưng lên. Ở chỗ này này, con màu xanh nó khó nhìn lắm. Thôi, màu trắng đi nhỉ. Đây, màu trắng nó dễ nhìn như này này. Đó, chúng ta phải nhìn nhé. Đó, 15012. Đó, chúng ta nhìn nhé. Chúng ta ấn sao thăng không sáu thăng này. Đó, và cứ bỏ cái gạch ngang đi nhá, sẽ là như này, trùng email luôn. Đó, phải trùng email nhá, không trùng email, không có email có thể là hàng thay lắp lưng, hoặc là ngon thì hàng trả bảo hành, là hàng refurbished. Còn đã phải có email và có email là phải trùng, còn nếu có email mà không trùng thì lắp lưng thì thay rồi, hàng dựng 100% rồi. Đó, email phải trùng nhá, là cái nhất. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái phần mềm xem như vậy ok rồi. Đó, cùng xem là bộ nhớ cái thứ xem như nào, phần cái đặt chăm sóc pin này, chúng ta sẽ nhìn thấy đúng cấu hình hay không, bộ trong là 256GB này, bộ nhớ là con này là 12GB, con này 12GB này, sao là tí mà có khác không, tại vì là mình nhập rất là nhiều máy về, thì như cái con này này, con này thì mình thấy là đây này. Ồ, 12GB hết này. 12GB. Thế con này không phải 8GB. Mình cứ nghĩ là 8GB nhưng nó là 12GB đấy. Thì ngon quá, chip Snapdragon 865 mà RAM là 12GB. Ồ, 12GB này. Đó, chúng ta cùng kiểm tra nhá, là chúng ta sẽ thấy RAM là 12GB này. À, chắc là mình nhầm con S20 thường vậy. S20 thường là 8GB nhưng đây là 12GB. Đó, thì chúng ta cùng kiểm tra nhá. Bộ cho trong là 256GB, 12GB này. Nếu mà chúng ta thấy bộ cho trong là 512, hơi hiếm đấy nhá, gần như không có đâu. Hoặc là thấy chúng ta thấy bộ cho trong là 64GB, hoặc thậm chí những máy fake nó còn là bộ trong là 1T, thì chúng ta nên bỏ, mình có lấy nhá. Đó, đã chuẩn là 256, phải 256 như thế này, 12GB RAM. Đó, còn bây giờ có cái phần mềm là ở đây mình đã có cài sẵn này.
Đó, thì cái này phần cài đặt thôi, nhưng cái phần mềm này cài ngoài nhé, cài ngoài trong Google Play thì không có đâu, chúng ta phải lên APK Pui để chúng ta cài. Có cái phần mềm là Phone Info này, cái này thì nó không mang tính tham khảo thôi, nhưng mà cũng thấy khá chính xác đấy. Mình làm trong nghề nhiều thì mình cũng thấy khá chính xác luôn nhá. Đây này, đó là cái phần ngày sản xuất ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy tên máy nó là G98N đúng không, S20 Plus 5G này. Đây này, ở đằng sau ấy, à đằng sau con này nó không in cái tên model máy, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong phần cài đặt nó sẽ là G98N này, quan trọng nhất là chỗ này. Thì ở đây chúng ta sẽ xem một ngày xuất xưởng nhé. Ví dụ như là những chiếc máy này được xuất năm 2020 chuẩn nhà xưởng, chứ chúng ta nhìn thấy ngày xuất năm 2019 thì chúng ta hơi nguy hiểm, bởi vì là lúc 19 thì gần như chưa xuất con này. Đó, chúng ta sẽ thấy vi phạm bảo hành gần ốc, nghĩa là chưa rốt cho tiếp thì nó sẽ là 0-0 nhé, 0-0 này. Đây này. Đó. Tổng quan nhé, vào phần tổng quan đấy, 0-0. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây này, để biết máy có bị dựng nhé. Đó là cái phần dưới cùng là phần màu sắc của bộ bên trong. Bộ trong nó sẽ không báo, nhưng nó sẽ báo màu sắc. Ví dụ hai cái màu xanh đây nó sẽ ghi là blue này, nó không ghi là xanh nhạt, nó xanh đậm, nhưng sẽ ghi là blue này. Màu đỏ sẽ ghi màu đỏ này. Đó, màu gray này, màu đen nó ghi black nhé. Màu gray này là màu xám này. Đó, hay là màu trắng này. Đó là phải chuẩn. Còn ví dụ như là màu đỏ mà nó ghi nó lại in ở trên này là màu xanh thì chúng ta cũng xem chừng đấy là máy thay vỏ, máy dựng nhé. Đó, phải chuẩn như vậy. Đó, chúng ta chỉ mang tính tham khảo này thôi. Đó. Nhưng mà cũng thấy chính xác đấy. Tiếp nữa là chúng ta sẽ cài thử cái phần mềm CPU, chúng ta xem cái CPU của nó có chuẩn hay không. Nó là CPU MediaTek thì bắt mẹ đi, bởi vì đó là fake. Đó, nó phải CPU là ví dụ đây là Qualcomm Snapdragon 865 này. Snapdragon 865 nhá, mới lại S21 5G, S20 5G của Hàn Quốc nhá. Đây. Đó, con này nó gồm 8 nhân từ nhân 0 nhân 7, 8 nhân. Đó, tốc độ tối đa là 282.84 GHz nhá. Đó, chip đồ họa Adreno 650 rất là mạnh. Đó. Đó, chúng ta nhìn thấy này. Đấy nhá. Đó, bản Hàn Quốc đây là một trong những cái bản rất là hiếm khi xuất sang thị trường Hàn Quốc sử dụng chip của Mỹ. Đó, chúng ta mua rất là hiếm để chúng ta có thể mua được cái sản phẩm mà chip Hàn Quốc hay chip của Mỹ như này. Đó. Còn về cái phần mà như đa phần là xuất Hàn Quốc thì đa phần nó bởi xuất, nó được phân phối bởi nhà mạng. Thì chúng ta sẽ xem thấy nó có những ứng dụng của Hàn Quốc như thế này. Thì hoàn toàn những ứng dụng là xóa được, ví dụ như cái logo này là của nhà mạng SK Telecom thì phải. Đây có một số những logo của nhà mạng LG U cộng hay là KT này. Đó, là những máy Hàn Quốc phải có cái này nhé. Tại vì là ngày xưa mình có cái clip hướng dẫn anh em chuyển sang mã quốc tế ấy. Nhưng mà bây giờ những Android từ 10 trở lên là mình sẽ không áp dụng nữa, thì những chiếc máy này không thể chuyển sang quốc tế được, nên bắt buộc là phải có logo của nhà mạng như thế này. Đây đây LG U cộng này gồm 3 nhà mạng giống như ở Việt Nam thôi, Viettel, Vina và Mobifone. Thì Hàn Quốc nó có 3 nhà mạng chính như là SK Telecom này, KT này, hay là nhà mạng LG U cộng này. Thì những nhà mạng này chúng ta khởi động lại máy thì nó sẽ hiện logo nhé. Đây này, ví dụ ở đây mình sẽ khởi động lại con này này. Đây này. Đấy, LG U cộng này, đó. Nếu mà không có logo ấy thì là cũng phải lên xem chừng. Bởi vì những sản phẩm này mình thì hiểu rồi, không thể là mình chuyển sang quốc tế được. Đấy nhá. Đây này, đó, SKT này. Đấy, SK Telecom. Korea Telecom đây này. Đó, không có logo nào còn đấy, em nhìn nhá. À, logo khác là LG U cộng, ngày xưa nó hiện cái LG cơ. Thế là nhiều khi máy Samsung lại hiện logo LG nhưng mình cười lắm, nhưng mà đây là LG U cộng thuộc tập đoàn LG nhá. Đó, khi chúng ta khởi động như thế nhá. Đó, S20 cộng 5G này. Đó. Đây cùng xem logo khởi động nhá. Đây LG U cộng này. Đó, thì Hàn Quốc là bao giờ cũng sẽ có 3 nhà mạng đấy chính để phân phối, còn những nhà mạng nhỏ thì mình không biết, ở mình không biết Hàn Quốc, mình không biết, mình chỉ biết 3 nhà mạng thôi. Cũng giống như ở Việt Nam thì ngày xưa đã có thời gian điểm lên đến 8 nhà mạng tất cả hay sao ấy. Nhưng đến bây giờ chủ yếu là có 3 nhà mạng chính, còn cái nhà mạng như là Đông Dương Telecom hay là Việt Nam Mobile thì gần như là bây giờ nó ít lắm, ít người dùng lắm, nên là những cái nhà mạng đấy thì nó không đủ khả năng để nó phân phối máy được. Nhà mạng lớn ở Việt Nam mà chưa phân phối được máy, đúng không? Đó. Cái này khởi động hơi lâu tính nhá, nhưng mà đại loại đây, như logo SKT này, SK Telecom đấy, đều có 5G hết. Đó, đều là như vậy đây. Ví dụ như là Korea Telecom này, đây là KT là Korea Telecom ấy, thì nó sẽ mỗi chiếc 5G thôi. Khi ta mua máy thì ta phân biệt được như thế nhá. Đó. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em cách chọn mua một cách mà đơn giản như vậy thôi, mất khá nhiều thời gian của anh em, nhưng mà anh em đúc ngắn gọn lại thì chỉ mất tầm 5-10 phút để chúng ta có thể chọn được máy ưng ý. Mình làm dài dòng để cho anh em dễ hiểu thôi. Còn để anh em lựa chọn được mua những máy chuẩn nhất, sợ nhất là trường hợp anh em đi mua máy Hàn Quốc
lại là chip MediaTek hoặc là anh em mua Hàn Quốc là lại bị rứt rồi, nó nguy hiểm nha anh em. Thì cũng nhân tiện để tin tưởng anh em có thể mua hàng bên mình. Bên hàng bên mình thì hiện tại mình có địa chỉ tại 170 Lạch Tray. Website bên mình thì mình để dưới mô tả nhé, là mnb.vn. Anh em có thể đặt hàng ở trên đấy. Bên mình không đến Hải Phòng thì mình sẽ ship COD toàn quốc anh em. Anh em mình có hoàn toàn có trả góp đầy đủ nhé. Ship toàn quốc thì khi nhận hàng có phải thanh toán, mà khi ship thì mình bảo hành lên đến 45 ngày, cũng nghĩa là 45 ngày đối với đổi bên khác, còn bảo hành phần cứng sửa chữa lên đến 1 năm. Có là những chiếc máy này đều được bảo hành 12 tháng, lỗi thì gửi mình sửa chữa thôi. Ngoài ra thì có những gói nâng cấp như là 1.1, 12 tháng các kiểu ấy. Thì anh em có thể tham khảo. Anh em có thể để lại số điện thoại ở trên cái video này thì mình sẽ tư vấn, hoặc anh em có thể đặt hàng trên website msm.vn thì mình sẽ tư vấn, hoặc đặt hàng trên Facebook là msm.vn luôn. TikTok của mình cũng sẽ là msm.vn. Đó, anh em có thể đưa câu hỏi mình sẽ giải đáp thắc mắc. Nhận hàng mình còn nói lại là nếu anh em đặt hàng thì ở trên đấy và nhận hàng anh em phải thanh toán nhé. Bên mình bảo hành anh em hoàn toàn yên tâm. Mày hôm nay thì mình làm đơn giản vậy thôi. Cảm ơn anh em xem clip nhé. Chào và hẹn gặp lại anh em.